Đàm Vĩnh Hưng trải lòng sau ồn ào xưng vua trong phim Về Cuộc Đời. Đàm Vĩnh Hưng vừa có những chia sẻ liên quan đến việc thay đổi tên phim Về Cuộc Đời mình sau những ý kiến trái chiều từ khán giả. Trong bài viết được đăng tải trên fanpage hơn 3,8 triệu lượt theo dõi, Đàm Vĩnh Hưng nói cả tuần qua, anh đón nhận niềm vui lẫn nỗi buồn. Giọng ca xin lỗi tình yêu thấy hạnh phúc vì một trong hai ước mơ cuối cùng của đời nghệ sĩ được thực hiện. Thông qua dự án này, anh muốn kể với mọi người về chặng đường chông gai khi đến với âm nhạc, đồng thời nhắc đến những sóng gió mà bản thân đã vượt qua. Từ đó, Đàm Vĩnh Hưng hy vọng câu chuyện của mình sẽ mang lại cảm xúc, truyền cảm hứng tích cực cho khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ. Vẫn là câu nói, làm người ai không có ước mơ. Nhưng sao cái ước mơ cuối cùng trước khi gác kiếm của Đàm Vĩnh Hưng có vẻ gian nan quá. Nam ca sĩ bộc bạch. Đàm Vĩnh Hưng nói anh đăng tải dòng trạng thái này không phải đính chính hay nói quanh co để mọi người thêm ghét. Thay vào đó, anh muốn trải lòng để mọi người thấy rằng Đàm Vĩnh Hưng sốc nổi ngày xưa đã không còn nữa. Nam ca sĩ chia sẻ, 5 năm qua tôi đã sống bằng một con người khác. Đó là cả một sự thay đổi cực kỳ lớn đối với một người cá tính như tôi. Trước dư luận, tôi đã biết lắng nghe và lập tức sửa chữa. Tôi biết mình không hoàn hảo và vẫn tiếp tục sửa đổi mình nhiều, hãy cho tôi thêm thời gian chứng minh điều đó. Giọng ca xin lỗi tình yêu nói thêm trước đây. Anh thường không phản hồi hay phơi bày phần yếu của mình ra. Song ở hiện tại, nam ca sĩ nghĩ khác. Tôi đã gồng mình mấy chục năm rồi và giờ tôi muốn có được sự bình yên với tình yêu lớn của cuộc đời. Với gia đình bé nhỏ của mình, anh chia sẻ. Liên quan đến vụ ồn ào về tên phim, Đàm Vĩnh Hưng khẳng định nhà sản xuất có quyền sáng tạo nội dung và đặt tên miễn không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, anh cho rằng ý kiến của công chúng cũng rất quan trọng. Do đó, khi nhận những phản hồi từ mọi người, kể cả những góp ý chân thành hay những lời châm biếm, nam ca sĩ đã quyết liệt làm việc, đề nghị nhà sản xuất lắng nghe và thay đổi lập tức. Đó là lý do tên phim Về Cuộc Đời Đàm Vĩnh Hưng được thay đổi thành Hào Quang Rực Rỡ sau những ồn ào. Cuối bài viết, Đàm Vĩnh Hưng mong mọi người ghi nhận sự tiếp thu của ekip để anh và mọi người có thêm động lực làm ra một tác phẩm nghiêm túc. Và tôi vẫn luôn tiếp tục đón nhận những góp ý chân tình để Hưng và ekip hoàn thiện nhất có thể trong dự án này cũng như trong cuộc sống. Anh trải lòng. Trước đó, khi công bố dự án phim Về Cuộc Đời Mình, Đàm Vĩnh Hưng vấp phải những ý kiến trái chiều về tên gọi Hào Quang Rực Rỡ, The King. Nhiều người cho rằng từ The King có thể đang nhắc đến danh xưng ông Hoàng Nhạc Việt từng gây tranh cãi trước đó. Trước những ồn ào, Đàm Vĩnh Hưng cùng ekip quyết định đổi tên thành Hào Quang Rực Rỡ. Anh khẳng định bản thân chưa bao giờ dám vỗ ngực xưng tên với những danh xưng ông Hoàng Nhạc Việt hay vua chúa. Truyền thông và khán giả ưu ái gọi thì tôi rất trân trọng và biết ơn. Khi bắt tay vào thực hiện dự án, nhà sản xuất cũng độc lập thu thập rất nhiều chất liệu về tôi. Kể cả những góc khuất, tranh cãi, scandal, dựa trên truyền thông để xây dựng kịch bản. Và danh xưng ông Hoàng Nhạc Việt với tiếng Anh của dự án họ dùng là The King có lẽ cũng là một trong những tranh cãi mà họ sẽ kể trong phim. Tuy nhiên, khi lắng nghe những thông tin vừa qua xung quanh tên phim, Hưng và ekip nhận thấy ý kiến đóng góp của khán giả là hợp lý và chính xác. Đó là lý do Hưng đã bàn với ekip, nhà sản xuất điều chỉnh tên phim cho phù hợp hơn để không gây những hiểu lầm không mong muốn. Anh cho hay,